Clip này em cho các bác nghe em Rotel này đánh những dòng loa sở trường của nó, dòng loa châu Âu. Hôm nay em về được cặp Tannoy. Đấy, mời các bác em sẽ test cho các bác nghe khi những dòng Rotel đặc biệt là dòng 913 này đánh với cả loa châu Âu nhé. Mà cặp hôm nay em đánh là cặp Tannoy DC2000. Đây là cũng là dòng loa khá là vừa tiền, hơn chục triệu một chút. Các bác được sở hữu dòng loa Tannoy rồi. DC2000 nhé, cặp này về cũng rất là đẹp. Đương nhiên đã là Tannoy thì đặc trưng của Tannoy đó là tép đồng trục rồi. Đấy, nhưng mà em này thì sở hữu thêm một cái bát thật ở dưới. Bình thường thì những cái dòng mà ví dụ như 613, 615 các thứ đấy thì thường sẽ dùng bát cộng hưởng. Còn em này thì đây đó là bát thật. Và chính vì bát thật cho nên dòng DC2000 này ấy, thì tiếng bát của nó sẽ tiếng nó sẽ tốt hơn, tiếng sâu nó sẽ lực hơn. Đó. Thì còn chất âm như nào thì bây giờ em sẽ test. Các bác chú ý nghe thử một đoạn khi em test với cả Rotel nhé. Chiếc Rotel 913 này thì em đã test cho các bác nghe loa Nhật rồi này, loa Mỹ rồi, Bo 701 rồi. Hôm nay thì em test đến cho các bác với Tannoy DC2000. Em này thì là một em đánh tiếng rất là hay, hơn nữa thì công suất cũng rất là gấu. Em này công suất tiêu thụ là 370W, do đó thì các bác hoàn toàn có thể đánh được những cặp loa nặng đòn hơn một chút. Những cặp Sherwin Vega Mỹ bát lớn đánh rất là tốt luôn. Anh em nào muốn sở hữu thì điện cho bên em. Tannoy này em sẽ lên sóng trong một vài clip khác giới thiệu kỹ hơn về cặp DC2000 này. Cặp Tannoy giá rất là hợp lý, trên chục triệu thôi. Một cặp phải nói là vừa tiền mà anh em được sở hữu hàng hãng luôn, đặc trưng của Tannoy. Cảm ơn các bạn.